Một bộ bàn ghế với chất liệu gỗ tự nhiên, độc đáo, hiếm có và khó tìm và hay bị nhầm tưởng là đá, với phiên bản giới hạn tại Sơn Đông và có mức giá bán lên đến hơn nửa tỷ đồng thì có gì đặc biệt? Và mời mọi người cùng với em sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như là những cái video trước thì em đã giới thiệu cho mọi người những cái loại gỗ như là gỗ cẩm lai, gỗ gõ đỏ hay là gỗ hương đá. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một loại gỗ khá là đặc biệt và cũng có rất là ít khách hàng biết đến loại gỗ này. Đó chính là gỗ nu nghiến, và khi mà nhìn vào mọi người ai cũng nghĩ là đá, mà thật ra nó là gỗ ngọc nghiến hay còn gọi là nu của gỗ nghiến. Thì mọi người có thể nhìn vào và thấy nó giống như là đá vậy á. Khách hàng nào đến đây thì cũng hỏi là ủa cái này phải đá không em, mà sao nhìn giống đá quá. Bởi vì cái màu, một thứ nhất là cái màu của nó, thứ hai là những cái phần nu gỗ như thế này nhìn nó như là những cái phiến đá vậy á, em vẫn có thể nhìn thấy. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người xem sơ qua cái bộ bàn ghế này nhé. Gỗ nu nghiến hay còn gọi là ngọc nghiến, đây là loại gỗ được hình thành trên thân cây gỗ nghiến nhiều năm tuổi. Và loại gỗ này thường hình thành do sự tác động của tự nhiên. Thân cây nghiến đã bị sét đánh, mối mọt đục khoét hay là bị bệnh sâu đục trong lõi, khiến cho cây sinh sản ra nhựa và dinh dưỡng nuôi lại thân cây. Và từ đó thì để hình thành các khối nu sần trên cây gỗ nghiến. Thường thì loại nu của gỗ nghiến này thì giá khá là đắt đỏ và có độ thẩm mỹ khá là cao, bởi vì nó rất là hiếm có và khó tìm. Thường thì để mà hình thành một cái nu như thế này, một khối nu như thế này thì phải mất hơn 100 năm mới có. Và mình có thể nhìn thấy cái độ thẩm mỹ của nó rất là cao so với những cái bộ bàn ghế khác, đúng không ạ? Và thêm một ưu điểm của cái loại gỗ này nữa, đó chính là về độ bền, độ cứng chắc, dẻo dai, chống mối mọt. Và đặc biệt là khi mà thời tiết có thay đổi thì cái loại gỗ này nó vẫn giữ nguyên cái tính chất của gỗ rất là tốt. Vừa nhìn vào thì mọi người có thể thấy được sự đơn giản không đục chạm cầu kỳ của bộ bàn ghế, đúng không ạ? Thì đối với một chất liệu gỗ quý hiếm khó tìm như nu của gỗ nghiến thì Sơn Đông chủ yếu sẽ xô lên cái vẻ đẹp của phần nu gỗ như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy những cái phần nu đây rất là đẹp và độc đáo đây ạ. Và ở chỉ chuyện đơn giản ở phần chương ghế này, phần yếm ghế, yếm bàn và khắc lên tựa lưng chữ phúc lộc thọ. Và cùng với đó là những cái chiếc ghế đơn thì mình có thể làm là những cây tứ quý, là tùng, cúc, trúc, mai, rất là đẹp mắt. Và cái bộ bàn ghế này với thiết kế theo dạng khung tranh với phần khung bao dày dặn, nơi để tay em để đây rất là thoải mái và vừa vặn luôn ạ. Với tay kích thước tay cột 12 thì cái kích thước của bộ bàn ghế này thì theo có thể nói là theo quy chuẩn rồi. Và cái phần đoạn dài này cực kỳ thoải mái, ngồi vào cái tựa lưng thì thoải mái và cái kiểu như là nó ôm theo cái sống lưng của mình luôn á mọi người. Cái kích thước đoạn dài lọt lòng này á thì mình có thể ngồi đến 4-5 người vẫn rất là ok. Và thêm một điều nữa, đó chính là phần chương ghế được làm là chương ghế nguyên khối. Và cái loại nu của gỗ nghiến này thì để mà tìm một cái khối nu như thế này rất là khó. Và mọi người có để ý phần chân không ạ? Với một hình dáng khá là đặc biệt, là hình thoi, cảm giác nhìn khá là chắc chắn. Và vấn đề cuối cùng mà em nghĩ là cũng khá là nhiều khách hàng quan tâm, đó chính là về giá, đúng không ạ? Và một bộ bàn ghế triện được làm từ chất liệu là gỗ nu nghiến, bao gồm 10 món là một bàn chính, một đoạn dài, 4 ghế đơn, 2 đôn kẹp, 2 đôn ngồi. Thì quý vị có thể nghĩ là mức giá bán cái bộ này là bao nhiêu ạ? Về độ quý hiếm của loại gỗ nè, về độ hiếm có, khó tìm và cái phiên bản giới hạn của cái bộ bàn ghế này nữa, thì em xin tiết lộ của cái giá của bộ này là hơn nửa tỷ đồng. Và nếu mà mọi người muốn biết chính xác về giá trị của bộ bàn ghế này thì hãy alo em qua số 0938 200 165 để em có thể tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Và hoặc là ai mà muốn trực tiếp sờ và nhìn ngắm cái bộ sản phẩm này thì hãy đến với 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà có thể tận tay và tận mắt nhìn thấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.